Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình làm một cái video clip về cái cách mà trả đồ trên Amazon. Amazon là một cái trang bán hàng rất là được nhiều người sử dụng phổ biến ở bên Mỹ để mà mua hàng online. Thì khi mà mua hàng online thì sẽ phát sinh ra một cái vấn đề, đó là trả hàng. Bởi vì có thể là cái món hàng nó không phù hợp với nhu cầu của bạn, hoặc là có lỗi lầm gì đó, hoặc là bạn không thích cái mẫu mã đó, bạn có thể trả lại. Thì tùy theo cái mặt hàng, ví dụ mặt hàng đó cho bạn trả miễn phí thì ok, nhưng mà cũng có một số những cái mặt hàng mà khi bạn trả phí nó sẽ tính tiền bạn phí trả hàng, gửi bưu điện này nọ. Ở bên đây có nhiều cái cách trả hàng, ví dụ như là mình có thể chọn là cái người giao hư người ta đến nhà mình ta lấy hàng, hoặc là mình đem đến một cái địa điểm nào đó của Amazon quy định sẵn, mình bỏ vô cái thùng hàng đó, hoặc là mình bỏ vô một cái thùng của UPS, hoặc là bỏ vô một cái thùng của USPS. Những cái cách để mà trả hàng thì tùy theo từng món hàng thì nó sẽ có những cách trả hàng khác nhau. Hôm nay mình sẽ trả hai cái món đồ này, một là một cái camera mà mình nghĩ là mình không có cần xài, còn một cái là một cái thanh RAM 4GB này mình mua giá hơi mắc cho nên mình trả lại. Thì để mà trả thì cái mối một cái gói hàng á, mỗi một cái gói hàng nó mỗi một cái món hàng phải được bỏ vào một cái hộp riêng như thế này, và cái hộp này nó phải đủ nhỏ để mà nhét vừa vô cái khe của thùng hàng. Nếu như cái hộp mà to như thế này á, cái hộp này nó cao, nó dày hơn thì không có nhét vừa, cho nên mình phải cắt nó xuống, cắt cho nó nhỏ lại. Thì mỗi một cái món hàng phải được bỏ vô một cái thùng riêng, cho dù là một cái hộp bé xíu này nhưng mà vẫn phải bỏ vô cái thùng như thế này. Bên Mỹ người ta làm như vậy không mà. Có thể cái hộp này nếu có hộp nhỏ hơn thì bỏ nhỏ hơn, nhưng mà thì tầm không có nhỏ hơn cho nên là mình bỏ một cái hộp như thế này thì cũng ok. Và cái hộp này nó đã nhỏ đi một nửa rồi. Đây là mình đã có một cái hộp trả hàng như ý. Một cái điều quan trọng là mình cần phải xé hết những cái mã vạch ở đây ra, nếu không thì cái thùng hàng của mình khi mà trả về có nguy cơ bị thất lạc. Thì để trả đồ thì mình còn cần phải chuẩn bị những cái tem mà trả đồ cho những cái hộp đồ của mình. Thì những cái tem này mình phải lên trang web của Amazon để mình in ra cho từng cái món đồ cụ thể. Thì một cái tem nó sẽ như thế này, nó có một cái phần lớn, thì cái phần này mình sẽ dán lên trên hộp, còn cái phần nhỏ này thì mình sẽ bỏ vô trong hộp. Bây giờ mình sẽ đem hai hộp đồ này ra UPS.
là mình đã đến chỗ để mà trả đồ. Hình như các bạn thấy là có ba cái hộp, ba cái hùng, nhưng mà một cái hùng là của Fast Express, một là của UPS, và một cái hùng kia là hùng hư của những cái hộ dân hay là những cái văn phòng xung quanh. Thì mình sẽ bỏ đồ vô trong cái hộp UPS để mình trả hàng. Đây là cái hộp đồ UPS. Thì đây là cái ngăn mình hạ đồ. Sẽ bỏ đồ vô cái ngăn này. Và như vậy là xong. Như vậy là mình đã trả đồ xong. Thì cái việc trả đồ, mua hàng trả đồ ở bên đây nó khá là đơn giản, bởi vì bên đây sử dụng hư tín rất là phổ biến. Và đa phần là mỗi nhà đều có một cái hộp hư, và hàng ngày đều có rất là nhiều hư mà người ta gửi đến cho từng hộ gia đình, hư quảng cáo hay là vân vân và vân vân.